Chào tất cả anh em giang hồ, ngày hôm nay xếp hạng giải là Free Fire nhẹ nhất thì các bạn đã biết giải lập là một phần mềm để có thể chơi được những tựa game trên điện thoại và đòi hỏi một cái giải lập mà có thể đáp ứng cho anh kem một cái nhu cầu vừa chơi game mà lại vừa nhẹ thì rất là khó. Nhưng sau những lần tìm tòi và nghiên cứu ở trên thị trường thì cuối cùng mình, một trong những người nghiên cứu về thị trường giả lập, đã tìm ra được những cái giả lập nhẹ nhất mà đối với mình thì có thể nói là chơi được Free Fire. Còn vấn đề có những chiếc máy tính cực kỳ yếu thì có thể chơi được hay không thì hãy cùng xem clip nhé. Giả lập đầu tiên không thể nào quên được SmackGG, một trong những giả lập tuyệt vời nhất ở trên giả lập máy tính. Khi chơi Free Fire, giả lập Smack3ga có thể tối ưu FPS của bạn đứng đờ 60 FPS. Đó là khi bạn có một chiếc máy bình thường hoặc là hơi yếu. Còn một chiếc máy cực kỳ yếu thì làm sao? Thì chắc chắn FPS sẽ bị giảm xuống, nhưng mình đoán chừng nó sẽ tầm 30 FPS và cũng đã đủ để các bạn có thể chơi được tựa game Free Fire. Ở trong cuộc sống này, làm gì có chuyện vừa tốn tiền ít mà lại hít cái mùi thơm. Tóm lại thì giả lập này là một trong những giả lập khá tốt, nhưng theo cái sự gọi là đánh giá của mình thì giả lập này để mà có được một cái kỹ năng hay á, thì anh em cần phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu về những cái đồ nhạy mà chỉ có bọn nước ngoài thì nó nghiên cứu được thôi. Còn ở Việt Nam mình thì khá là ít người có thể biết được cái độ nhảy của SmackGG để cho nó hiệu quả nhất, tại vì nó hay bị lỗi độ nhảy. Nhưng mọi người có thể, khi chúng ta không có gì trong tay, chúng ta phải mày mò, chúng ta phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu. Vậy thì để chơi được giả lập SmackGG, anh em cần tốn thời gian nhiều hơn một chút xíu để có thể nghiên cứu và chơi nó tốt hơn. Giả lập thứ hai mình muốn mang đến cho anh em đó chính là LD Player. Và đây là một giả lập khá là tuyệt vời khi nó đã ra thêm một phiên bản mới là LD Player 9, có thể bật được tận 90 FPS cho máy yếu. Mặc dù phiên bản trước đó cũng có thể bật được 90 FPS, nhưng ở phiên bản LD Player 9 này, chúng ta đã được fix về cái độ nhảy và có thể nói là dễ kéo tâm hơn những phiên bản trước. Ở cái phần mềm này thì họ đẩy quảng cáo khá là mạnh, vậy nên rất nhiều YouTuber làm về ứng dụng giờ này. Nên mà về cái giả lập này, nên mọi người có thể gọi là lên mạng tra những cái cách setting cũng như những cái cách hướng dẫn fix lắc cũng như những phiên bản correct, phiên bản live. Tiếp theo mình sẽ đến với Blue Star phiên bản gọi là live, nó sẽ là bị giảm độ nhảy, nhưng mà về những cái setting như độ nhảy độ thì nó vẫn còn khá là ngon. Nói chung là nó sẽ bị fix về những cái gì mà không cần thiết, nó sẽ giảm đi để cho gọi là nó nhẹ đi, nó trở thành Blue Star Lite phiên bản nhỏ, chơi khá là mượt. Và cái cách tải của nó thì mọi người có thể lên trên mạng vì khá là nhiều người để file ở trong clip, nhưng mọi người hãy cẩn thận những cái file mà nó có thể làm cho máy của các bạn bị nhiễm virus, các bạn nên phòng trừ. Giả lập tiếp theo đó chính là Wakuo Player. Đây là một giả lập mình đã làm trên clip của mình, chỉ trọn vẹn 4 phút nhưng đã có 10.000 người xem. Thì đây là một giả lập cũng khá nhẹ cho máy yếu, với setting và cách kiểu cũng khá là tương đồng với một số giả lập. Giả lập tiếp theo đó chính là Lenovo. Đây là một giả lập khá là giống với Memu Player và mình cảm thấy nó cũng không nhẹ lắm, nhưng mà nó cũng là một trong những giả lập nhẹ hơn những cái giả lập hiện tại chúng ta đang chơi khá là phổ biến. Và đến đây clip của mình đã gọi là gần như không còn giả lập nào rồi, còn một số giả lập nữa, nhưng mà máy của mình test thì nó lại không chơi được, vậy nên mình không thể nào mà có thể đánh giá chính xác được cho mọi người. Đó chính là hai giả lập mà đó chính là giả lập Remix OS Player và SE Player. Và trong clip trên kênh của mình thì khi trải nghiệm hai giả lập này, nó đen màn hình luôn, chắc là do tại vì nó chưa hỗ trợ đến phiên bản Windows 11. Khi mọi người ở Windows 10, mọi người có thể tải về và trải nghiệm. Mình nghe bảo nó còn nhẹ hơn cả MS Matkaka. Còn sự thật như thế nào thì làm sao mình biết được? Mọi người hãy trải nghiệm thử. Đến đây, clip này đã kết thúc rồi. Vậy là chúng ta đã kết thúc chương trình xếp hạng giả lập. Từ ngày hôm nay, kênh của mình sẽ không còn ý tưởng về những cái giả lập này nữa, hoặc là khi có một giả lập mới mình sẽ lại tiếp tục làm về nó. Còn bây giờ tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời.